Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Nên gửi thông điệp cảnh cáo Lê Thanh Hải. Vào hôm 25 tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên lên báo nói rằng phòng chống tội phạm phải máu lửa, trong bối cảnh ông Nên cho bắt Tất Thành Cang và đang điều tra sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm mà tung thêm câu này thì chẳng khác nào ông gửi thông điệp cảnh cáo tới Lê Thanh Hải. Một thế lực mà suốt 5 năm qua chưa ai có thể đụng đến, nay ông Nguyễn Văn Nên lại nói ra những lời nói như vậy. Bắt Tất Thành Cang có thể nói là một kỳ tích đối với người đứng đầu một thành phố. Đấy là thành tích vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, từ chỗ bắt được Tất Thành Cang đến bắt được Lê Thanh Hải là cả một khoảng cách xa, chứ không hề đơn giản chút nào. Nếu đơn giản thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt trước đó nhiều năm rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Theo ông Nguyễn Văn Nên, cảnh sát hình sự nếu thiếu bản lĩnh và đam mê hoặc dễ chùn bước nên làm việc khác. Quan điểm trên được ông Nên nói tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 48/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 25 tháng 12. Đây là hình ảnh thông điệp của ông Nguyễn Văn Nên. Như vậy, trong hội nghị lần này, ông Nên đã trưng ra một chỉ thị của Bộ Chính trị làm dẫn chứng. Để chống những tội phạm ngoài xã hội, không ai lại cần đến chỉ thị nặng ký này của Bộ Chính trị cả. Những tội phạm nhỏ đối với bộ máy công an thành phố là sư sức, trừng phạt, chứ không cần nói đến cái chỉ thị của Bộ Chính trị kia. Và việc viện dẫn chỉ thị của Bộ Chính trị được xem như ông Nguyễn Văn Nên ngầm thông báo cho thế lực Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua rằng ông đang có trong tay thượng phương bảo kiếm của Bộ Chính trị, một thông điệp rất mạnh mẽ. Ông cũng nên dây gót tinh thần cho công an. Theo ông Nên, cảnh sát hình sự giống như hàng tiền đạo, tức là lực lượng chủ công trong phòng chống tội phạm. Sớm có mặt khi nghe người dân báo án, công an không thể chần chừ, sợ động chạm là không thể chấp nhận được. Ông Nên nói và cho biết, việc cảnh sát sớm có mặt sau khi nhận án mới làm người dân tin tưởng. Quả thật như thế, khi công an là lực lượng có nghiệp vụ, có vũ khí để không thể chần chừ trước bất kỳ mọi tội phạm nào. Dù là tội phạm có vũ khí thì họ vẫn không hơn vũ khí của công an và họ cũng không có chuyên nghiệp như công an. Tuy nhiên, với tội phạm không có vũ khí nhưng có quyền uy thì mới đáng sợ. Cho đến bây giờ, ông Lê Thanh Hải vẫn chưa bao giờ bảo rằng ông tử thủ bằng vũ khí cả. Ngược lại, ông ta chỉ có quyền uy. Không phải công an ở tầng dưới sợ ông ta mà công an ở tầng cao mới sợ. Chính vì vậy mới có chuyện ông Nguyễn Văn Nên viện dẫn chỉ thị số 48/2010 như vậy. Có chỉ thị mới làm cho những sếp công an tâm mới thi hành các mệnh lệnh. Có thể nói đây là một đối sách khá khôn khéo của ông Nên trước thế lực ngầm của thành phố ở miền Nam này. Đề cập đến công tác phòng chống tội phạm, ông Nguyễn Văn Nên nói rằng thời gian qua đã đặt yêu cầu song lực lượng công an phải đảm bảo an toàn. Vâng, chẳng ai tấn công nổi lực lượng công an trừ trường hợp có một thế lực mạnh hơn nhúng tay trừng trị những người tiên phong trong việc chống tiêu cực. Trong hội nghị lần này, ông Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo rằng trong 10 năm qua, thành phố xảy ra 51.123 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 35.669 vụ, triệt phá 9.525 băng nhóm hoạt động tội phạm. Công an cũng phát hiện xử lý 16.995 vụ vi phạm về kinh tế và tăng 1.492 vụ. Qua đó khởi tố điều tra 6.071 vụ, tăng 570 vụ. Và 3.619 bị can, tăng 413 bị can, xử lý hành chính 10.240 vụ, tăng 365 vụ. Tuy nhiên, đó chỉ là những báo cáo con số thống kê, hàng ngàn vụ đó không nghiêm trọng bằng những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Tuy nhiên, ông Thiếu tướng này lại không nói ra vụ án nghiêm trọng nhất nhưng ai cũng hiểu. Vụ án nghiêm trọng nhất là vụ Thủ Thiêm. Vụ án này khó đến nỗi ông Trọng 5 lần 7 lượt phá không được thì làm gì một ông Thiếu tướng Công an dám nói lên vụ án này. Tuy nhiên, cuộc họp này cho thấy ông Nguyễn Văn Nên đang tính đường liên minh với ông Thiếu tướng Công an Đinh Thanh Nhàn để giải quyết vụ án này. Đinh Thanh Nhàn là ai và giữ vai trò gì đối với chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng? Tuy Lê Thanh Hải rất cứng đầu, nhưng thế lực của Lê Thanh Hải tại bộ máy chính quyền thành phố cũng yếu dần. Chính quyền các cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mẫu số chung, đó là loại chính quyền công an trị. Ngành công an có vai trò sống còn của chế độ. Chính vì vậy,
muốn đấu nhau thì trước hết thế lực mới phải tìm cách thay thế thế lực cũ trong ngành công an. Để thay thế được thế lực công an cũ thì ngày 18 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Trần Lưu Quang về thay thế Tất Thành Cang nắm vai trò Phó Bí thư Thường trực thành phố. Việc bổ nhiệm ông Quang có vai trò như là một công việc tiền trạng. Sau hơn một năm nắm được thành phố, Trần Lưu Quang đã giúp Đại tá Đinh Thanh Nhàn lên làm Phó Giám đốc Công an thành phố, thay thế thế lực cũ đã trước đây. Để hỗ trợ thêm cho công việc này, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ thị cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ra quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đối với Đại tá Đinh Thanh Nhàn. Đúng ngày 1 tháng 5 năm 2020, ông Đinh Thanh Nhàn chính thức làm Phó Giám đốc Công an thành phố thay cho ông Phan Anh Minh. Chỉ hơn 2 tháng sau, vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, ông Tô Lâm chủ trì lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp hàm Thiếu tướng cho Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thanh Nhàn. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, cánh tay phải của Nguyễn Văn Nên. Được biết, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố một thời gian khá lâu, ông là người của thế lực Lê Thanh Hải để lại. Tuy nhiên, sau khi Lê Thanh Hải không còn làm lãnh đạo, chính ông này là một thế lực che chở cho Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang an toàn. Ông Đinh Thanh Nhàn sinh năm 1968, quê quán ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cũng giống như Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên, Đinh Thanh Nhàn không có gốc gác từ thành phố này. Nguyễn Văn Nên nắm công cụ gì để triệt hạ Lê Thanh Hải trong thời gian tới? Hiện nay, Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Nên nắm được hai công cụ có thể cho công an sờ gáy Lê Thanh Hải. Thứ nhất, đó là những lời khai của Lê Tấn Hùng, em trai của Lê Thanh Hải. Người này đang ở trong tay Tô Lâm, nên việc cung cấp lời khai ấy cho Đinh Thanh Nhàn là một việc không khó. Theo giới chuyên gia đánh giá, Lê Tấn Hùng không có bản lĩnh lớn như Tất Thành Cang, nên việc khai thác Lê Tấn Hùng không phải là vấn đề khó khăn gì đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cả. Nhưng rõ ràng, nếu lấy cái sai trong bổ nhiệm em ruột sai quy trình, quy định làm buộc tội Lê Thanh Hải, thì tội này không đủ lớn để triệt hạ được ông ta, nên Nguyễn Phú Trọng giờ bắt được Tất Thành Cang rồi bổ sung tiếp. Đã 5 năm trôi qua, ông Nguyễn Phú Trọng đều thất bại trong việc bắt giữ Tất Thành Cang để khai thác sai phạm của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, từ năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng cho cách hết mọi chức vụ trong đảng đối với Tất Thành Cang để chuẩn bị cho một chiến dịch đốt lò quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị Nguyễn Thiện Nhân cản trở, thông qua không chấp nhận bãi nhiệm chức thành ủy viên của ông Cang. Điều đó dẫn tới việc bắt giữ Cang trở nên bế tắc. Tuy nhiên, gặp bế tắc thì ông Trọng lại đưa ra chiến lược khác. Một con người mà quật ngã được Nguyễn Tấn Dũng sau khi bị thất thế trước ông này ở nhiệm kỳ Trung ương khóa 10 thì đủ cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng bản lĩnh như thế nào và mưu mô đến đâu. Và cũng không loại trừ sau khi Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải thì cũng sẽ đến được Nguyễn Tấn Dũng ở miền Nam lọt vào tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh liệu Tất Thành Cang có là đầu mối dẫn Đinh Thanh Nhàn đến bắt Lê Thanh Hải hay không? Việc bổ nhiệm Trần Lưu Quang thay cho Tất Thành Cang và sau đó nhờ Quang và Tô Lâm đưa Đinh Thanh Nhàn lên thay cho Phan Anh Minh cho thấy ông Trọng quyết tẩy dần thế lực cũ thân Lê Thanh Hải trong công an thành phố để dọn đường triệt ông này. Vậy là giờ đây, ngoài đầu mối Lê Tấn Hùng thì ông Trọng còn có đầu mối thứ nhì, đó là Tất Thành Cang, được công an thành phố thụ lý và khai thác. Rồi đây, Tất Thành Cang khó mà ém được những sai phạm nghiêm trọng của Lê Thanh Hải. Và dư luận đặt câu hỏi, nhiệm vụ quá lớn với Nguyễn Thanh Nên liệu có bất khả thi hay không? Trong thời gian ông Lê Thanh Hải tại vị từ năm 2001 cho đến 2016, ông ta là thế lực số 1 ở Sài Gòn. Số nhân sự mà Lê Thanh Hải bố trí cài cắm ở các sở, ban ngành của thành phố có thể chiếm đến 40-50% tổng số nhân lực chung, cao cấp. Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thành Phong tuy không thuộc phe cánh của ông Hải vì có xuất xứ rất khác với ông Hải, nhưng khi nắm quyền thành phố, những ông này không dám động đến Lê Thanh Hải, mà là có dấu hiệu bao che, dẫn đến ông Trọng buộc phải thay Nguyễn Thiện Nhân. Điều đó cho thấy thế lực ngầm của bố già Lê Thanh Hải tại thành phố này còn mạnh lắm. Tuy ông Trọng thay những vị trí chủ chốt để đánh Lê Thanh Hải, nhưng theo giới chuyên môn đánh giá thì nhiệm vụ đó cũng chẳng dễ dàng gì với Nguyễn Văn Nên, Trần Lưu Quang và Đinh Thanh Nhàn. Đây là hình ảnh, dù có đánh được Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Nên vẫn không trả lại quyền lợi cho bà con dân Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Văn Nên nhận nhiệm vụ đánh Lê Thanh Hải không những được lòng ông Nguyễn Phú Trọng mà còn được lòng xã hội nữa. Tuy nhiên, người dân chỉ hài lòng khi ông Nên vừa triệt hạ được Lê Thanh Hải, vừa giải quyết nỗi oan ức của người dân.
và người dân Thủ Thiêm coi ông Hải là thủ phạm gây tội ác với nhiều vụ cưỡng chế đẫm máu ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, bài toán trả lại quyền lợi cho người dân là bất khả thi. Lỡ cướp đất của dân với giá có 18 triệu đồng một mét vuông và bán lại 35 triệu đồng một mét vuông thì đã chia chác hết rồi, lấy đâu mà đền bù thỏa đáng cho dân bây giờ. Nên có thể nói, nhiệm vụ trả lại sự công bằng cho dân Thủ Thiêm là quá tầm đối với cả bộ chính trị, chứ đừng nói chi đến tầm quan trọng và đặc biệt đối với ông Nguyễn Văn Nên chưa chắc đã làm được điều này. Vậy nên, dù ông Nguyễn Văn Nên có lập kỳ tích phá được đại án thì ông ta chỉ lập công cho đảng, còn với dân, ông ta cũng sẽ không trả lại quyền lợi cho họ. Bản chất của Đảng Cộng sản là vậy, đánh nhau để dân reo lên và họ quên đi nỗi khổ mà đảng đang mang lại. Còn đánh để trả lại cho dân những gì đã mất là không bao giờ có, nó thuộc về bản chất của Cộng sản rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Văn Nên gửi thông điệp cảnh cáo Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.